đệ tử đi đại hội vua tiên phần lớn là thiên tài hoặc là đệ tử ưu tú. Đại hội này đúng là rất hấp dẫn người khác, nhưng nhiều người như vậy đi ra ngoài, Giang Lan mới có cảm giác không an toàn, lỡ mai có người nhắm vào côn lôn, vậy là xong đời. Nhưng hắn cũng nhìn thấy vài người quen trên pháp bảo phi hành. Ví dụ như vị sư huynh cố kỳ từng gặp ở không tĩnh hồ, lại ví dụ như vị sư huynh trung lộ của đệ bác phong có khả năng cao đã thành tiên. Nữ, ngược lại hắn không thấy ngao long vũ, có lẽ nàng vẫn còn ở trong giao chỉ những người khác không thấy, không biết có đi hay không. Đương nhiên, những chuyện này không liên quan gì đến Giang Lan. Hắn rời khỏi điện Côn Lôn, cũng không quay về đệ cử phong, mặc dù tu luyện rất quan trọng, nhưng có một số việc khác cũng cần để trong lòng, ví dụ như hiếu kính sư phụ. Dưới núi Côn Lôn có một dàn khách sạn, tên là khách sạn cửu tử. Khách sạn này có từ rất lâu, hình thức chưa bao giờ thay đổi, cái bàn cũ kỹ cũng chưa từng đổi qua, trăm năm như một ngày, đứng tại trước khách sạn, Giang Lan có chút ngoài ý muốn, lần đầu tiên hàn đến khách sạn này là vào một trăm năm trước, nhưng trăm năm qua, khách sạn vẫn y nguyên, bình thường và vắng vẻ như cũ. Đường xuống núi đã thay đổi, cây cối xung quanh cũng khác xưa, thay đổi rất lớn, luôn có cảm giác từng có người đánh một trận ở cửa ra vào, sau đó đổi đường, đổi cây. Đại ca ca, ngươi không đi vào sao? Bỗng nhiên có giọng nói vang lên sau lưng Giang Lan là thiếu niên mở tiệm kia. Giang Lan nhìn thấy thiếu niên kia. Vốn định mở miệng nói, lại phát hiện đối phương mở miệng trước, giọng nói tò mò. Không có tiền sao, gia gia nói có thể ký sổ, nhưng phải có lợi tức. Có tiền, Giang Lan đi vào bên trong. Hắn phát hiện trên mặt thiếu niên này có chút bẩn, nhưng tinh thần rất tốt, tu vi cũng có chút kỳ quái, hắn cảm giác nắm đấm của đối phương rất cứng, không biết so với hắn thì thế nào, nhưng Giang Lan không có ý định thử, hắn không muốn gây chuyện. Đương nhiên thiếu niên này vẫn giống như một trăm năm trước, gần như không trưởng thành. Trong chấp nhoáng này, hắn nhớ đến Ngao Long Vũ. Chu kỳ lớn lên của Long tộc rất chậm sao, Giang Lan mở miệng hỏi câu. Long sao, thiếu niên suy nghĩ một chút nói. Gia Gia từng nói qua cái này. Chu kỳ trưởng thành của Long tộc không xác định chính xác được, nhưng loại chúng ta đến 18 tuổi thì thành niên, còn Long tộc chậm hơn rất nhiều. Giang Lan nhìn thiếu niên 100 năm chưa trưởng thành kia, cảm giác đối phương nói câu nói này, không có sức thuyết phục, nhóc con này có lẽ đã mấy trăm tuổi. Chu kỳ lớn lên của long tộc không có thời gian cố định, Giang Lan hỏi, nếu không có chu kỳ chính xác, vậy có lẽ không phải dùng tuổi để đếm. Không phải, chờ ta rửa tay xong rồi nói cho ngươi, à, ra ra ta lát nữa mới về, bây giờ không có rượu ngon, nói xong, thiếu niên chạy ra đằng sau rửa tay giang lan không nói gì thêm hắn tìm một xó rỉ ngồi xuống hắn nhớ kỹ lần đầu tiên đến đây gặp được ngao long vũ gặp một con tiểu yêu khi đó hắn mới kim đan sơ kỳ bây giờ ngược lại mạnh hơn lúc đó rất nhiều hy vọng lần sau quay lại đây hắn đã thành tiên ta đến lúc này thiếu niên đi đến cạnh giang lan hắn cầm một đĩa đậu phộng và một bình trà đại ca ca ngươi có thể giúp ta một chuyện nhỏ sao thiếu niên ngồi xuống nhìn Giang Gan. Là cái gì? Giang Gan mở miệng hỏi. Hắn duy trì trạng thái tốt nhất, phòng ngừa hết thể phát sinh ngoài ý muốn, dù sao rất nhiều người tìm hắn hỗ trợ, không phải hỗ trợ làm cho đối phương giết, chính là hỗ trợ giấy vay nợ mạnh, vì thế nên khi nghe được vấn đề này, hắn phải cẩn thận hơn bình thường. Tất nhiên thiếu niên kia không phát hiện điều gì khác thường, hắn lấy một viên tinh thạch ra, đó là tinh thạch khảo thí thiên phú, có thể cho ta xem thiên phú của đại ca ca được không? Cái này, còn có cái này nữa, tất cả đều cho ngươi. Nói xong, hắn đưa đậu phộng và nước trà cho Giang Lan, giống như đó là thủ lao. Không vấn đề gì, hắn không hiểu đối phương làm như thế để làm gì, nhưng đúng nó là tinh thạch khảo thí thiên phú đơn giản. Sau một tát, Giang Lan thu tay về, thiếu niên cầm tại tinh thạch. Đại ca ca vừa hỏi về chu kỳ lớn lên của long tộc sao, thiếu niên hỏi vừa rồi hắn có hỏi ra ra một chút giang lan gật đầu chu kỳ trưởng thành của long tộc căn cứ vào đâu thật ra long cũng có tuổi bọn họ trăm năm mới được một tuổi cũng có thể là năm mươi năm một tuổi cũng có long mười năm một tuổi thiếu niên nói giang lan nhìn đối phương không nói gì đối phương còn muốn nói tiếp thiếu niên tiếp tục mở miệng nói mà mấy năm tuổi kia thật ra phải nhìn thực lực của bọn họ chỉ cần tăng thực lực lên chu kỳ trưởng thành sẽ càng rút ngắn có thể nói là một loại thiên phú thiên phú càng cao thì trưởng thành càng nhanh mà lớn lên càng nhanh thì tu vi càng tăng lên cao cho đến khi trưởng thành thì sau này sẽ tương đối cố định theo tuổi bình thường mà tính là được rồi trưởng thành có tu vi gì giang lan hỏi chỉ cần biết cái này hắn có thể biết được ngao long vũ đã trưởng thành hay chưa long tộc trưởng thành có tu vi kém nhất là tiên bình thường long tộc thành niên đều là nhân tiên thiếu niên mở miệng nói giang lan gật đầu đơn giản mà nói tu vi chưa đến luyện thần phản hư tất cả đều là vị thành niên vì thế ngao long vũ đúng là ấu long thật bị bề ngoài của nàng lừa hỏi như vậy là đủ rồi giang lan không cần thiết phải hỏi những thứ khác nữa nhưng ngao long vũ nhìn thế nào cũng không giống một điều bé ăn nói có ý tứ làm việc gọn gàng, chưa từng thiếu nợ ân tình của người khác. Đại ca ca còn có vấn đề gì nữa không? Thiếu niên tỏ mò hỏi. Giang Lan lắc đầu chính xác là không có vấn đề gì. Đại ca ca quen biết Long tộc sao? Thiếu niên này giống như đã rất lâu không nói chuyện với người khác, trong thời gian ngắn không muốn rời đi. Tính ra thì có gặp qua, Giang Lan đáp, hắn và Ngao Long Vũ xem như có gặp mặt, hợp tác với nhau, cũng không có gì khác liên quan long tộc có một đặc tính đó là càng nhanh trưởng thành thì cũng càng suy yếu vì thế long có thiên phú cực cao sẽ được trưởng bối bảo vệ nên khi long gần trưởng thành mới xuất thế thiếu niên kia giải thích vốn là hắn muốn tiếp tục nói chỉ là còn chưa mở miệng giang lan đã nhắc nhở một câu quầy hàng có bình rượu sắp rơi a à, thiếu niên kia run người sau đó nhanh chóng chạy về phía quầy hàng giang lan nhìn thiếu niên đi lấy chai rượu sau đó hắn yên tâm đợi đợi ông chủ quay về, còn đồ tặng trên bàn hắn không chạm vào. đối với thiếu niên kia, hắn không nghĩ nhiều. sau đó Giang Lan nhắm mắt lại đi vào tâm cảnh. thiếu niên kia nhìn Giang Lan cũng nhắm mắt. hắn thử xem có thể đi vào tâm cảnh của đối phương không. chỉ cần có thể đi vào, hắn cũng không cần tiếp tục cố gắng. Ra Ra nói cho hắn biết như vậy, thiếu niên kia nhắm mắt. sau đó hắn xuất hiện trước một gian khách sạn. chỉ cần hắn đi vào là có thể kéo Đại ca ca vào trong khách sạn đương nhiên phải đi vào được mới có tư cách kéo người qua nhìn có vẻ rất dễ dàng đi đến cửa khách sạn thiếu niên kia đưa tay đẩy cánh cửa hà rõ ràng chỉ đẩy cánh cửa thôi nhưng hắn có cảm giác không mở nổi sau đó hắn dùng cả hai tay vẫn không hề nhúc nhích thiếu niên bắt đầu dùng chân đá phanh 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 đại môn cũng không nhúc nhích tí nào một úp lâu sau thiếu niên tự bỏ. Cũng đúng, đại ca ca tu luyện 100 năm, ta mới cố gắng mấy năm, đẩy không ra cũng là chuyện là bình thường, lần sau đến đây, sẽ đẩy tiếp, có lẽ rất dễ dàng, thiếu niên tự an ủi bản thân, sau đó hắn phát hiện một cánh tay đặt tên vai mình, hắn sợ hết hồn. Ra Gia, Gia Thiếu niên quay đầu nhìn thấy người đó là ra ra hắn, đúng vậy, lúc này, lão giả đã đứng ở trên quầy, hắn đang nhìn thiếu niên kia, hắn đang nghĩ, vì sao chai rượu hôm nay không rơi mất? Rượu tốt rồi, đi chuẩn bị tặng phẩm của ngươi đi, lão giả mở miệng nói ra. Đi ngay đây, thiếu niên kia nhanh chóng chạy về phía sau. Sau đó lão giả nhìn Giang Lan ở góc bên kia, trong mắt không giấu được sự tán thưởng. Một lần còn tốt hơn một lần, không biết mặt Chính Đông kia vui vẻ bao nhiêu, lão giả im lặng tự nói. Vốn dĩ Giang Lan đang nhắm mắt tu dưỡng tâm cảnh, nhưng bỗng nhiên, hắn xuất hiện ở trong khách sạn. Sau đó hắn nhìn thấy lão giả đứng ở quầy hàng ra hiệu cho hắn, giống như đang nói có thể mua rượu ngon được rồi. Giang Lan giật mình tỉnh giấc, khi hắn mở mắt ra, đúng là thấy lão giả đứng bên quầy hàng đang chờ hắn. Thật lợi hại, trong lòng Giang Lan rất kinh ngạc. Lần trước, ông chủ cũng sông đến không một tiếng động, lần này cũng giống vậy. Sau khi trải qua 10 năm say, tâm cảnh của hắn mạnh hơn trước kia không biết bao nhiêu lần nhưng đối phương vẫn dễ dàng kéo hắn vào khách sạn xông vào tâm cảnh của hắn vị tiền bối này mạnh cỡ nào hắn không biết được nhưng mở khách sạn ngay dưới núi côn lôn còn dẫn theo một vị thiếu niên bị cùng kỳ nuôi lớn lại chưa hề xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy đã đủ chứng minh đối phương không đơn giản rồi không đi đại hội vu tiên sao lúc giang lan đi qua ông chủ mở miệng hỏi nói xong hắn còn nâng cốc đưa đến trước mặt giang lan muốn đợi tần sao giang lan trả lời một tiếng sau đó trả linh thạch hắn không giàu nhưng cũng không nghèo dù sao hắn không cần dùng linh thạch mua những thứ khác đệ tử khác cần mua tài nguyên gì hắn thân là đệ tử đệ tử duy nhất của đệ cường phong thứ không thiếu chính là tài nguyên nên có điều sẽ có hơn nữa tuyệt đối không thiếu sư phụ đối xử với hắn không có nửa phần không tốt luôn dạy dỗ nhắc nhở hắn nếu trong phạm vi hợp ý sư phụ sẽ đồng ý mọi chuyện hắn yêu cầu mà hắn đại khái chỉ có thể mua bình rượu ngon hiếu kính người. Sau đó, thiếu niên lại thấy ra một túi đậu phộng, Giang Lan vẫn không mở miệng hỏi thăm, chỉ là cảm ơn một tiếng. Nhìn Giang Lan rời đi, lão giả đưa mắt nhìn thiếu niên bên cạnh, nói. Chưa quên khảo thí chứ. Ta đồng ý, trên mặt thiếu niên hiện tên sự tự tin, lão giả nhìn thiếu niên, cười không nói. Cháu trai này khó lường, mục tiêu rộng lớn giang lan đi dọc theo đường đi về phía đệ cửu phong nhưng lúc lên đến đỉnh núi hắn không thấy sư phụ giang lan cúi người đặt rượu và đậu phộng ở vị trí cũ tất nhiên sư phụ sẽ biết là hắn đưa đến sau đó hắn quay về động u minh muốn tiếp tục tu luyện giang lan muốn quen thuộc cảnh giới trước mắt sau đó nhanh chóng tu luyện cửu ngưu lực đến viên mãn lại học thuật pháp thượng vị cửu kiếm lực cái tên này mạnh hơn so với cửu ngưu lực nhiều mong đừng làm hắn thất vọng dù sao hắn cũng rất thích cửu ngưu lực không vì gì khác vì có có thể giết địch trong một quyền có thể dùng một quyền giết địch đương nhiên hắn sẽ không dùng thuật pháp khác vì sao phải cho kẻ địch cơ hội trừ quen thuộc thuật pháp giang lan sẽ đi xem sách hắn cần bổ túc những tri thức khác nữa trong lúc đọc sách có thể đánh dấu mà không cần tu luyện dù sao lúc trước đánh dấu sẽ nhận được linh dược nguyên thần thôi bây giờ đánh dấu mới được linh dược mà luyện thần phản hư cần Cô côn Luân một đoạn đường có một chiếc phi hành cỡ lớn trên không trong khoang thuyền có một vị lão giả tóc trắng đang ngồi và hai vị nam từ trung niên trên người cả ba có tiên lực đại hội vu tiên sắp bắt đầu có lẽ côn lôn đã đi được một thời gian lý trí ngồi bên cạnh nói hắn là một trong hai vị trung niên mắt đen tóc đen trên mặt còn có dâu quay nón nghe nói cô lôn có thần nữ giao chỉ xuất hiện có lẽ có cơ hội xem lại tình huống cụ thể nam dịch nói hắn là vị trung niên còn lại, khác với mọi người, bây giờ hắn đang nhắm mắt. Giống như việc mở mắt ra là một chuyện khó khăn đối với hắn, hoặc có lẽ là ánh mắt của hắn vốn rất nguy hiểm. Thiên nhân tộc chúng ta từng có ước định với Côn Lôn, đưa người trẻ tuổi đi có thể đến môn phái thỉnh giáo, cũng không chắc chắn có thể mời được thần nữ giao chỉ ra. Lão giả mâu thiên khai mở miệng nói, lão giả này có mái đầu bạc trắng, tu vi cao nhất trong ba người. Chính xác, vì thế chúng ta phải khiêu chiến từng bước một, cuối cùng mời thần nữ giao trì ra, nam dịch cười nói. Trong vòng 300 năm, bất kỳ vị đệ tử ưu tú nào cũng được, khiêu chiến từ đệ nhất phong đến đệ cửu phong, nếu thua, tất nhiên chúng ta sẽ dẹp đường quay về. Lúc này, lão giả nhìn về phía một vị thanh niên áo trắng ngoài cửa, nói. Có lòng tin không? Mấy tháng trước đến cũng không có vấn đề gì. Giọng nói của mô hưu vang lên cô luân đệ cử phong giang lan đang đọc sách hắn quen thuộc thuật pháp trong một tháng trước mắt thì cửu ngư lực đã đi vào bắt ngư lực chỉ còn lại một ngư lực cuối cùng nữa cần không ít thời gian rèn luyện mới đi vào được trước mắt thì cũng quen thuộc với thiên hành cửu bộ nhưng nếu đi vào cửu bộ còn cần một thời gian nữa thật ra trong thời gian này giang lan cảm thấy hơi khó hiểu cửu ngư lực có thuật pháp thượng vị không biết thiên hành cửu bộ có thuật pháp thượng vị không cho dù có bây giờ cũng rất khó đánh dấu nhận được dù sao thuật pháp thường vị của cửu ngư lực phải cách 10 năm đánh dấu mới nhận được, hơn nữa còn không cách nào tu luyện, cảm giác hơi lãng phí sự góp nhặt 10 năm, trước mắt thì mới làm quen hai thuật pháp này là chủ yếu. Còn về thất tinh kiếm pháp, cửu thiên lưu hỏa, lôi đình thiên rơi, phiên vân phúc vũ, ngôn linh thuật gì đó thì không có thời gian làm quen, những năm này hắn học được không ít thứ, nhưng cũng chỉ thuộc về phụ trợ, tất nhiên cũng hiểu thêm về trận pháp, cũng xem không ít sách, nhưng không thể nào xem hết dù sao phần lớn của hắn thời gian đều đang tu luyện ngay khi giang lan đang dọn dẹp đệ cửu phong bỗng nhiên hắn nghe được tiếng cười từ trên bầu trời ha 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 phong đạo hữu đã lâu không gặp giang lan có chút ngoài ý muốn hắn ngẩng đầu nhìn về phía phía trên trời phát hiện có một chiếc thuyền đang bay về phía côn lôn giọng nói này từ phía trên vang lên mà trong lúc này có người từ trong côn lôn bay ra cảm giác sắp xảy ra chuyện Giang Lan nhìn tất cả mọi thứ, im lặng tự nói, người đi đại hội vu tiên đã được một tháng. Lúc này, có người bỗng nhiên đến đây, nhìn thế nào cũng không giống đến chơi, nên nhớ, phần lớn thiên kiều đã đi đại hội vu tiên rồi. Đúng là phiền phức, Giang Lan thở dài trong tòng. Nếu đúng ta thật thì có thể sẽ có chuyện xảy ra, nhưng lúc này, ở Côn Lôn yếu hơn bình thường rất nhiều, tất nhiên sẽ có người cố ý gây chuyện. Mong là không có quan hệ đến đệ tử ưu tố hắn là đệ tử ưu tú nhất đệ cửu phong có một số việc hắn sẽ từ chối nhưng có vài việc hắn không thể từ chối được đó là trách nhiệm của đệ tử ưu tú nhất đệ cửu phong giang lan cúi đầu nhìn đại điện đang quét một nửa sau đó tiếp tục quét tiếp khi hắn quét dọn xong thì quay về động ôm mình hắn muốn tăng tu vi lên đảm bảo dù đối mặt với mọi tình huống cũng không sơ hở nhưng thứ khác như pháp bảo phù văn cũng phải chuẩn bị kỹ càng cư tu huyện trước điều chỉnh trạng thái về đến đỉnh phong giang lan mở tranh thần nữ muốn tu luyện nhưng lần này mở tranh ra giang lan phát hiện ngao long vũ nằm trên bờ hồ giống như không có tinh thần bệnh không thể nào sao long tộc dại bị bệnh được rất nhanh hắn đã nhớ đến là vì tăng tu vi quá nhanh ngao long vũ ở giao trì trong thời gian dài tốc độ tu luyện không thua hắn bao nhiêu vì thế nàng vốn có thiên phú cao gần như đã trở thành một trong những con long có tốc độ thu luyện nhanh nhất trong tộc mà thiếu niên ở khách sạn từng nói tốc độ thu luyện của long quá nhanh sẽ suy yếu giang lan lắc đầu không quan tâm mà bắt đầu thu luyện ba ngày sau giang lan nhận được một tin tức đến từ sư phụ hắn hắn biết chuyện đã đến mặc dù không biết chính xác là chuyện gì nhưng không thể tránh khỏi không do dự giang lan trực tiếp đi đến đỉnh đệ cửu phong mà chính đông đang ở đây đợi hắn Sư phụ, Giang Lan cung kính mở miệng. Hôm nay thời tiết rất tốt, gió nhẹ thổi chậm chậm, có một loại cảm giác mát rượi. Giang Lan rất ưa thích thời tiết thế này, nhưng bây giờ cần phải nghiêm túc nghe sư phụ nói chuyện. Mấy ngày trước, thiên nhân tộc của Trung Nguyên có vài người đến đây, bọn họ đưa ra yêu cầu muốn khiêu chiến thần nữ giao trì Giọng nói của Mạc Chính Đông chậm rãi vang lên, Giang Lan không ngắt lời, tiếp tục nghe, bởi vì thời gian của hắn còn rất nhiều, Thần nữ giao chỉ của Côn luôn, tất nhiên không phải là người mà bọn họ có thể tùy tiện khiêu chiến. Vì thế bọn họ đưa ra tư cách thi đấu, khiêu chiến đệ tử ưu tú nhất cửu phong. Thắng thì có thể khiêu chiến thần nữ giao trì, thua, bọn họ sẽ rời đi. Trận khiêu chiến được trưởng giáo ước định nhiều năm, trưởng giáo đang bế quan, phong thủ cửu phong không tiện từ chối. Mạc Chính Đông nhìn Giang Lan, nhìn thấy Giang Lan đang yên tĩnh nghe, tiếp tục nói. Người khiêu chiến là Mô Hưu, Thế hệ trẻ tuổi của Thiên Nhân tộc, tu luyện gần 300 năm, trước mắt thì Tu Vi đã là nguyên thần viên mãn. Là một thiên tài, nhưng đối với Thiên Nhân tộc mà nói, không tính là hiếm thấy, mà đối tượng hắn khiêu chiến là tất cả đệ tử nhập môn 300 năm trở xuống. Giang Lan nghe được lời này, thở dài trong lòng, nhập môn chậm quá, nếu không thì đã tránh thoát được rồi. Thực lực cách biệt rất lớn, còn cần đánh sao? Giang Lan tò mò hỏi: phía thực lực mạnh phải áp chế tu vi hoặc so cái khác nói cách khác là phải công bằng mặc chính đông giải thích sau đó lại hỏi câu có muốn thử một chút không được giang lan gật đầu không trần trừ chút nào tất nhiên giang lan không muốn ra tay nhưng phải nhìn là chuyện gì nữa thân ở đệ cử phong hắn không thể từ chối loại chuyện này đệ cử phong có đệ tử đánh nhau không cần cậy mạnh cuối cùng Mạc Chính Đông bổ sung một câu, Giang Lan gật đầu nói phải, sau đó hắn hiểu đại khái về quy tắc, trước kia côn luôn muốn cho những người này một trận. Nhưng thiên nhân tộc cảm thấy không cần thiết, một ngày ba trận, ba ngày giải quyết xong, thua thì bọn hắn cũng có thể về sớm một chút, hiểu rõ đại khái. Giang Lan về động u minh, hắn không tu luyện, mà rót linh dịch cho chứng thực vật. Đối phương có chuẩn bị mà đến, mục tiêu có lẽ là sao? Chỉ cũng may học được một chút kiếm pháp có lẽ chống đỡ được hắn không muốn thắng cũng không thắng được tu vi bên ngoài chỉ có kim đan hậu kỳ làm sao có thể đánh thắng được nguyên thần viên mãn áp chế tu vi đối phương cũng có ưu thế tuyệt đối hắn cũng áp chế tu vi hắn cũng có ưu thế nhưng ưu thế của hắn không thể lộ ra sát xong linh dịch giang lan ngồi xếp bằng xuống bắt đầu thu luyện chủ yếu là quen thuộc kiếm pháp và thuật pháp có thể thấy ở đệ cử phong thuận tiện dùng lúc đối chiến ngày mai bắt đầu đánh trận đầu nếu như đối phương thuận lợi ngày kia sẽ đến ta có hai ngày để chuẩn bị sau đó giang lan bắt đầu chọn kiếm pháp và thân pháp bảo đảm đến hôm đó phát huy bình thường ngày tiếp theo rất đông người tụ tập ở đệ nhất phong bọn họ cũng biết chuyện khiêu chiến hôm nay tất nhiên là ngày mô hưu thiên nhân tộc khiêu chiến côn luân mô hưu đối chiến kinh đình vốn dĩ kinh đình muốn đi đại hội vu tiên nhưng tu vi của hắn chỉ mới nguyên thần sơ kỳ không được tuyển chọn chỉ có thể ở lại côn lôn nhưng không ngờ lại có người đến khiêu chiến kinh đình đứng trên quảng trường chờ đợi đối phương đến mà đệ tử đệ nhất phong và những phong khác ở bên cạnh xem bọn họ rất tò mò muốn biết trận chiến sẽ diễn ra thế nào không lâu sau một người mặc y phục màu trắng từ trên không trung bay xuống là một thanh niên ánh mắt có chút sắc bén hắn nhìn kinh đình nói nguyên thần sơ kỳ vì công bằng ta cũng dùng tu vi nguyên thần sơ kỳ tiếng nói vừa dứt sức mạnh trên người mẫu hưu giảm xuống cuối cùng nhìn chỉ có nguyên thần sơ kỳ kinh đình biết dù đối phương biểu hiện bên ngoài là nguyên thần sơ kỳ nhưng cũng là một vị nguyên thần viên mãn muốn thắng rất khó xin chỉ giáo kinh đình hành lễ trăm chiêu nếu trong vòng trăm chiêu người vẫn còn đứng tính ta thua Mô hư lại một lần mồm miệng. Đây là đang vũ nhục người khác sao? Kinh đình không nói gì, trực tiếp vận dụng lực lượng mạnh nhất, bóng cự viên xuất hiện quanh người hắn, sức mạnh bùng tên nhất tên một trận gió. Oanh, trong nháy mắt, kinh đình dùng thể thuật công kích mô hư, nhưng khi đánh một quyền này, kinh đình hơi kinh ngạc. Bởi vì hắn phát hiện sức mạnh của mình bị một cái tay bắt được, đúng vậy, một tay mô hư chặn công kích của hắn. Nghe nói người tu luyện thế thuật, trùng hợp, ta cũng tu luyện nó mô hưu nhìn kinh đình cười nói kinh đình kinh hãi lập tức lui xa một khoảng cách nhưng mô hưu không cho kinh đình lui hắn thừa thắng sông lên oanh oanh bóng người của kinh đình và mô hưu biến mất rồi lại xuất hiện nhiều lần trên quảng trường mỗi tầng đều làm cho quảng trường bị lực lượng phong bạo tàn phá Răng rác, phanh trên mặt đất ở quảng trường tràn đầy vết rách oanh sau nháy mắt một bóng người bay tên không trung sau đó rơi mạnh xuống đất cú ngã mạnh tàm trong mặt đất run lên trên quảng trường có một hố to xuất hiện vào lúc này người mặc bạch y cũng bay xuống nhìn người ngã dưới đất nói người thua lúc này kinh đình quỳ một chân cánh tay của hán và trên mặt dính đầy máu nên biết ta dùng lực lượng kim đan không hề ức hiếp ngươi mô hưu cười tạnh người kinh đình khó thở nói chỉ là tiểu nhân trái nhà hôi của, cho ngươi thêm trăm lá gan cũng chẳng dám đến trước một tháng. Ta cần gì tranh cãi với ngươi, ai lại đưa mình vào trong nguy hiểm chứ, hãy xem trận tiếp theo đi. Nói xong, mô hưu rời đi, hắn đến đệ nhịn phong. Một ngày thiêu chiến tam phòng. Nhìn thấy kinh đình bị thua, tâm trạng ai cũng nặng nề, đối phương khinh người quá đáng, thế nhưng không ai thắng, bọn hắn cũng nói gì. Chiều hôm đó, Giang Lan nghe được một ít tin tức, thiên nhân tộc Mô Hưu, một ngày đánh ba trận, trận đầu lấy tu vi cùng giai gần 30 triệu thắng lợi. Trận thứ hai áp chế tu vi cùng giai, chưa từng dùng đến tài thứ hai, 98 triệu thắng. Trận thứ ba dùng thuật pháp chấn thiên, sông tố gia phong, chấn áp lâm tư nhã đệ tam phong, dùng lời lẽ thất vọng, chê Côn Lôn không người, tất cả mọi người đều biết, thiên tài trong vòng 300 năm không ở Côn Lôn Sơn. Nhưng bây giờ không có người nào có thể chiến thắng mô hưu. Giờ đâu mà cần đệ tử trong 300 năm, dùng đệ tử 500 năm không được sao, chúng ta cũng áp chế tu phi là được. Nghe nói là do trưởng giáo hẹn ước, còn cụ thể thế nào thì không ai biết. Vậy thì phía sau đánh thế nào nữa? Đối phương còn dùng sức mạnh các sư huynh sư tỷ am hiểu để đánh bại họ. Giang Lan đi qua một đám người, hắn nghe được không ít lời tương tự. Giang Lan đi ra dạo một vòng. Hắn đoán được kết cục, nhưng là không nghĩ sẽ làm cho các đệ tử côn lôn khác biệt khuất như vậy. Đối phương đến đây có chuẩn bị từ trước, hẳn là không có ai ngăn được bước chân của mâu hưu. Về đến động U Minh, Giang Lan muốn tiếp tục tu luyện. Hôm nay là bắt đầu, có lẽ mọi người không để trận chiến này trong lòng. Nhưng mà hôm nay đối phương khiêu khích như vậy, có ý nghĩa những trận còn lại, mọi người sẽ giúp hết toàn lực. Có lẽ sẽ có chuyển cơ, nếu như ngày mai vẫn không có, vậy thì... Giang Lan phải đứng ở trước đại điện chờ. Bởi vì rất có thể đến giữa trưa, đối phương đã đánh tới đệ cử phong. Hắn thua, phía sau chính là Ngao Long Vũ. Giang Lan mở tranh thần nữ ra, lúc này Ngao Long Vũ vẫn nằm bên bờ hồ như cũ, trạng thái hư nhược vẫn không thay đổi. Giang Lan cũng không biết kỳ suy yếu của Ngao Long Vũ có ở trong tính toán của đối phương không, nhưng biết hay không cũng không quan trọng, hắn sẽ nỗ lực hết mình. Nhiều hơn nữa, cũng không phải là người như hắn có thể đối mặt hắn cần chuẩn bị kỹ càng cho dù thua cũng phải thua dưới toàn lực của kim đan hậu kỳ mà không phải là một người đi ngang qua sân khấu hắn không muốn cho đệ cử phong mất mặt ngày thứ hai giang lan vẫn không đi xem khiêu chiến hắn vẫn tu luyện như cũ làm quen thuật pháp cho đến lúc chiều hắn mới dậy không có nhận đến báo cho sư phụ xem ra toàn bộ đệ tứ phong đệ ngũ phong đệ lục phong đã thất bại giang lan đứng tên rót cho chứng thực vật trước linh dịch sau đó quay đầu đi về phía ngoài động u minh trên đường rời khỏi đệ cửu phong hắn ghé vài nơi ví như đi chỗ tảng kinh ví như nơi thu huyện thuật pháp ở đây có không ít đệ tử hắn đến cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì hơn nữa không có người nào biết hắn đệ tử cô lôn rất nhiều toàn bộ chín ngọn núi đều biết hết đừng nói đến loại đệ tử 60 năm không rời khỏi núi như hắn chớ nói chỉ là hắn loại này 60 năm không có rời núi đệ tử Tên thiên nhân tộc kia thật quá đáng. Lúc sư huynh đệ lục phong thua trận hắn có ý gì? Hắn thắng được rất nhẹ nhàng sao? Cứ một câu như vậy, phu nhục ai đấy? Giang Lan nghe được có người tức giận nói, ta đã nhìn thấy được, cái tên thiên nhân tộc kia tuyệt đối không phải là thiên tài bình thường, hắn gần như toàn năng. Sư tỷ đệ tứ phong do trận pháp với hắn mà cũng thua, còn có sư huynh đệ ngũ phong do luyện đan cũng thua còn nói đệ tử luyện đan của côn luôn không bằng đồng từ hái thuốc bên người hắn. Ngược tại sao không cho đồng tử ra thử xem? Nếu mấy vị sư huynh sư tỷ không đi đại hội vu tiên, làm gì đến lượt hắn phách tối? Thế nhưng các đệ tử trong vòng 300 năm, không có ai vượt qua hắn được, có người nhỏ giọng nói. Còn có ba ngọn núi, còn chưa biết thắng hay thua. Đệ thất phong và đệ bát phong, Nguyên thần viên mãn trong vòng 300 năm đã đi đại hội vu tiên hết rồi, không biết đệ cử phong có đệ tử hay không nữa. Nghe nói đệ cử phong là có, hình như là một vị sư huynh, ta nhớ sư đệ đệ cử phong là thân truyền đệ tử. Ta nhớ được nghe một vị sư huynh nào đó nói. Sư đệ đệ cử phong, lúc này, một nam tử mặc quần áo giống giang lan đi đến. Thiên phú của sư đệ đệ cử phong, nói như thế nào đây, hắn nhập môn không lâu, trước mắt còn ở kim đan kỳ không còn hy vọng đám người ai cũng buồn rầu nhưng tu vị của bọn hắn đều thấp vì thế chỉ có thể phẫn nộ nhưng bất lực gương mặt giang lan vẫn bình tĩnh sau đó đổi một chỗ mất chút thời gian đã về đến đệ cửu phong sư phụ nói không sai nhìn người bên ngoài nhiều một chút ngoài có thể phòng ngừa chính mình xảy ra sai lầm một lòng truy cầu lòng như nước có đôi khi sẽ đi vào con đường cực đoan không như mong muốn khó trách có cách nói tiểu ẩn cư ẩn mình ở nơi hoang dã, đại ẩn cư ẩn mình nơi thành thị. Sau đó Giang Lan tiếp tục bắt đầu tu luyện, chờ đợi ngày mai đến, ngày mai có một trận chiến không thể tránh. Cũng không biết đối phương sẽ so cái gì với hắn. Ngày tiếp theo, trời vừa sáng, mọi người đi về phía đệ thất phong, muốn nhìn thử có cơ hội lật bàn hay không, trước đại điện Côn Lôn, đám người mau thiên đứng ở biên giới Sơn Phong, nhìn về phía Côn Lôn đệ thất phong mâu trưởng lão vẫn không muốn đi quay nhìn thử sao phong nhất tiếu bình tĩnh hỏi chỉ là trận đánh bình thường thôi thắng thì không có gì đẹp thua cũng chẳng mất mặt nói xong mâu thiên quay đầu nhìn về phía phong nhất tiếu cười nói đúng không phong đạo hữu phong nhất tiếu đứng ở nơi đó cười không nói nhiều năm không thấy mấy người bọn người đi rất xa lão phu lại không được cũng may có một hậu bối không tệ tắm nếu không thì sao ta tại tự mình dẫn hắn đi ra, phong đạo hữu thì sao, không có đệ tử trên danh nghĩa sao. À, nghĩ ra rồi, đều đi đại hội vu tiên, trong lời mâu thiên có ý cười, giống như bây giờ mới nhớ ra có rất nhiều người cô luôn đi đại hội vu tiên. Phong nhất tiếu hít mắt nhìn mâu thiên bên cạnh, lúc này mâu thiên cũng nhìn phong nhất tiếu. Sau khi hậu bối của mâu trưởng lão khiêu chiến thần nữ xong, còn có dự định gì nữa không, phong nhất tiếu mở miệng trước không có dự định gì cả, sau khi kết thúc thì sẽ quay về. Dù sao chỉ dẫn hắn đi ra gặp chút việc đời, xem thiên tài tu tiên của thế giới bên ngoài, mô thiên tỏ vẻ tùy ý, phong nhất tiếu cũng không hỏi thêm gì nữa, mà là đang chờ, chờ đợi ba trận khiêu chiến cuối cùng bắt đầu, và kết thúc. Có không ít người đến đệ thất phong, mà người ứng chiến là một vị tiên tử. Trong nguyên thần kỳ, vốn nàng đang bế quan, nên không đi đại hội vu tiên, ai có thể ngờ được, trong thời gian này lại có thể có người dám đến tận cửa khiêu khích đây tuyệt đối là đã tính toán kỹ càng chờ sau khi mô hưu đến nhàn tích tiên tử mở miệng nói đạo hữu ta thừa nhận người rất mạnh ta cũng biết các ngươi cố ý đến tận cửa khiêu khích nhưng các ngươi có nghĩ đến hay không hai tháng sau những người khác trong côn luôn sẽ trở về đến lúc đó sẽ có người đến cửa khiêu chiến thiên nhân tộc chờ thắng được ta rồi hãy uy hiếp mô hưu áp chế tu vi sau đó bước ra một bước. Chỉ mất một chút thời gian, Mô Hưu đã rời khỏi đệ thất phong, để tại nhàn tích tiên tử bị thương nằm trên đất ở đệ thất phong. Trước khi rời đi, Mô Hưu để tại một câu nói. Vô năng cuồng nộ. Tất cả mọi người hiểu rõ hơn, cái này đang cố ý khiêu khích, đi vào việc thiên tài cô lôn không ở nhà. Nếu không sao để lượt hắn hoành hoang chứ. Nhưng trước mắt, Mô Hưu gần như vô địch, làm cho người khác không có biện pháp nào sau đó nhàn tích tiên tử được đỡ lên sư tỷ ta dìu người đi vào nghỉ ngơi là một vị sư muội đệ thất phong không không có việc gì ta muốn đi đệ bát phong xem nhàn tích tiên tử nói không nhìn thấy mô hưu bị thua nàng không cam lòng luôn cảm giác bản thân bị đạp cho không ngóc đầu lên được rất nhanh các nàng đi đến đệ bát phong chỉ là lúc đến nơi đệ bát phong đã thua cái này nhàn tích không thể tin được cứ vậy mà thua rồi những người khác cũng không biết nói gì sư tỷ còn có đệ cử phong chúng ta có qua xem không vô dụng thôi ta nhìn thấy sư đệ đệ cử phong một lần rồi thiên phú của hắn không cao như người khác dù có rất nhiều tài nguyên chắc chắn cũng còn ở kim đan kỳ kim đan kỳ không thể thắng được thật ra hôm nay kinh đình cũng đến nhìn đệ bát phong thua thua rất nhanh có lẽ đối phương thắng bảy trận đã tạo áp lực cho hắn có sư huynh đệ bát phong đứng ra nói áp chế tu vi khiêu chiếu mô hưu nhưng lại bị hắn dùng ước định từ chối làm cho tất cả mọi người tức không có chỗ xả bây giờ mô hưu đi đệ cửu phong nếu như đệ cửu phong thua có ý nghĩa đệ từ trong vòng 300 năm không ai có thể thắng được hắn nhưng đệ cửu phong thắng được sao kinh đình cũng có cảm giác không có khả năng bởi vì hắn đã thấy sư đệ kia rồi tu vi không cao đệ cửu phong có ai không ta cũng không biết, người đó có mạnh không. Không biết, nhưng không khả quan, hình như trên núi chỉ có một đệ tử. Đi xem thử, đợi lát nữa sẽ biết. Đi thôi. Lúc này, một số người đi đến đệ cửu phong, càng có nhiều người cảm thấy không nên nhìn, vì có khả năng sẽ thua rất thảm. Ở trước đại điện biên giới Côn Lôn, phong nhất tiếng nhìn về phía đệ cửu phong, nói hình như đã đến đệ cửu phong, môi trưởng tảo có muốn nhìn không? Chờ đến lúc khiêu chiến nữ thần giao chỉ rồi nhìn, mô thiên nhẹ nhàng nói. Ta nhớ hình như đệ cử phong không có đệ tử mới đúng. Những năm gần đây có một người, phong nhất tiêu trả lời. Thật sao, hay lắm, trong mắt mô hưu có sự nhẹ nhõm. Giống như đã thấy được kết quả, mà ở bên cạnh giao chỉ trong côn lôn, Ngao Long Vũ mặc tiên váy màu xanh ngọc cũng đang xem đệ cử phong. Không nhìn thấy tình huống cụ thể, nhưng nàng biết được đại khái người nào thắng. Dù sao cũng có không ít người ngược kiếm về một phía, còn về quá trình, nàng đã nhờ sư muội ghi lại. Nhìn sau trận chiến đầu, nàng có thể cảm giác được đối phương rất mạnh, cho dù lúc nàng mạnh nhất thì hắn cũng không thua. Bây giờ cả tám ngọn núi đều thua, chỉ còn lại đệ cử phong. Ngao Long Vũ biết Giang Lan. Tu vi của Giang Lan không đủ. Nếu như ta đánh với đối phương, sau khi suy nghĩ, Ngao Long Vũ có thể nhìn thấy kết cục của mình, với tình trạng cơ thể như của nàng, không có phần thắng, nhưng nàng không thể từ chối. Thân là thần nữ giao trì, nếu từ chối sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến côn lôn, chỉ là nếu thua trận. Ngao Long Vũ không suy nghĩ nhiều, nàng nhìn về phía đệ cửu phong, người đã đến đệ cửu phong. Giang Lan đứng trước đại điện ở đệ cửu phong, với sự chuẩn bị trước, hơn nữa người của đệ thất phong và đệ bát phong thiếu hụt, thiên nhân tộc đánh vào đệ cửu phong cũng chẳng ngạc nhiên. Giang Lan duy trì trạng thái tốt nhất. Luôn chờ đợi, không chờ lâu, hắn cảm giác được có người bắt đầu đi về phía mình, là người của ngọn núi khác. Đây là lần đầu tiên đệ cửu phong có nhiều người như vậy đến đây, người đến cũng can đảm lắm, nên biết ở đây dễ sinh ra tâm ma, nhất là người không bình tĩnh. Giang Lan đứng ở quảng trường trước đại điện, không nhúc nhích, hắn đang chờ mô hưu đến. Nhưng hắn biết, đệ bát phong đã thua đó là sư huynh đệ cử phong sao, ai có thể cho ta biết tu vi của sư huynh là gì không? Hoàng Kim Đan hậu kỳ, thật nhanh, ta nhớ ta nhập môn sớm hơn hắn, nhưng đã bị vượt qua. Tất cả tài nguyên của đệ cử phong đều tập trung lên người sư đệ. Dùng tài nguyên tăng tu vi, chẳng phải là chiến lược sẽ không cao. Không biết, chưa ai thấy sư đệ đệ cử phong ra tay lần nào. Mặc dù không có ai nói ra, nhưng bọn họ biết, Tình huống không hề lạc quan. Dù là tu vi hay thiên phú, hay là danh vọng cũng không hề có ưu thế, kết quả của trận chiến này đã được định sẵn. Khó trách nhiều người không đến đây, nhưng bọn họ vẫn muốn xem thử có chuyển cơ hay không. Giang Lan không hề quan tâm đến điều này, bỗng nhiên có nhiều người đến đây, nếu là trước kia thì không bình thường, nhưng bây giờ thì chẳng sao. Không lâu sau, Giang Lan thấy có người đến, là một thanh niên mặc áo trắng, trong ánh mắt chứa sự ngạo nghễ. Mô Hư, Giang Lan chỉ lướt mắt đã nhận ra. Dù có đánh hai trận liên tiếp thì cũng chẳng ảnh hưởng lớn gì đến hắn, là bởi vì hắn cũng áp chế tu vi sao, vì bản thân cũng áp chế tu vi, nên việc tiêu hao đối với hắn rất nhẹ nhàng. Cũng vì vậy, việc tiêu hao trận chiến thì không thể thắng hắn được. Sau đó Giang Lan không nghĩ nhiều nữa, hắn khách khí chào hỏi. Mô đạo hữu Kim đan hậu kỳ Mô hư nhìn hoàn cảnh xung quanh núi một vòng, sau đó quay đầu nhìn Giang Lan. Nghe nói đệ cử phong chỉ có một kiến người một vị đệ tử. Đúng vậy, giọng nói của Giang Lan cực kỳ bình tĩnh. Ở đệ cử phong này cần nhất là cảnh giới tâm tính, người am hiểu cái này sao? Mô Hưu lại hỏi lần nữa. Đạo Hữu muốn sau cái này, Giang Lan nhìn Mô Hưu, hỏi ngược lại. Mô Hưu nhìn Giang Lan, khóe miệng nở nụ cười ta cũng đang có ý đó. Đối với quyết định của Mâu Hưu, Giang Lan cảm thấy ngoài ý muốn, so tâm tính, không giống với suy đoán của hắn, nhưng cũng chẳng có vấn đề gì, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, đối phương muốn so đấu cái gì, chỉ cần thích hợp, hắn đều đồng ý. Đạo Hưu muốn so thế nào? Giang Lan mở miệng hỏi. Thứ như tâm tính rất khó thể hiện, nên gần như không có cách nào so sánh, không tĩnh hồ có thể so đấu, nhưng thật ra vẫn có sự khác biệt. Bây giờ, hắn đã không giống với trước kia nữa. Không phải đi xa hơn, mà vì cảnh giới khác nhau nên áp lực cũng khác, có lẽ hắn không thể đi đến vị trí trước đó. Nên khó mà so tâm tính được, không bắt được, không nhìn thấy. Nghe nói đến cây cân thiên thê chưa? Bô hưu lấy một cây cầu thang đá bằng bạch ngọc, sau đó thả ra, trong nháy mát, thềm đá mở rộng, mà ở trên có một vệt ánh sáng, trôi nổi giữa không trung, vệt ánh sáng hiện ra, cầu thang đá biến mất trong nháy mắt cây cân thiên thê lòng không loạn thì hiện bậc thang trong lòng không chắc chắn thì bậc thang biến mất trong quá trình sẽ có công kích cũng hơi nguy hiểm đây là khảo nghiệm về tâm tính đều dùng cảnh giới của bản thân vì thế việc ép tu vi là không cần thiết không can thiệp đến chuyện của nhau mô hưu nhìn giang lan giải thích về cây cân thiên thê sau đó hỏi có muốn thử không lên đỉnh là chiến thắng đây không phải đơn thuần chỉ so tâm tính trong lòng giang lan có đáp án cây cần thiên thê so đấu ai ổn định và ứng đối tình huống bỗng nhiên xảy ra cây cần thiên thê sau đó hỏi thiên nhân tộc tỏ vẻ như đang so đấu sở trường với ta nhưng thật ra đây là sở trường của đối phương trong lòng giang lan có tính toán nhưng hắn không có lý do từ chối bất quá hắn không có lý do cự tuyệt được giang lan đồng ý những người khác không hiểu đang so đấu cái gì nhìn không nguy hiểm kinh đỉnh cao mày nếu như so tâm tính hắn cảm thấy sư đệ đệ cửu phong sẽ thắng nhưng nhìn cây cân thiên thế này thế nào cũng không phải sao tâm tính sư đệ không hề có kinh nghiệm nếu gặp công kích sẽ hoảng loạn chỉ có thể yên lặng theo dõi biến hóa những người khác cũng xem bọn họ không chắc chắn thi đấu cái gì nhưng không đánh có nghĩa là sẽ có phần thắng xin mời mô hưu nhìn giang lan làm tư thế xin mời giang lan không suy nghĩ nhiều cũng không do dự bước lên khi hắn bước lên bước đầu tiên trong nháy mắt bậc thang tạo ra một chỗ đặt chân cho hắn. Giác. Bước một bước tên, ngay khi bước chân rơi xuống, trong nháy mắt Giang Lan phát hiện phía trên có một công kích đánh xuống, tốc độ rất nhanh. Oanh. Công kích trực tiếp đánh vào sau lưng hắn, công kích cực mạnh làm cho quảng trường xuất hiện vết nứt, công kích cấp bậc kim đan viên mãn, hơn thu vi một cảnh giới nhỏ. Lúc này Giang Lan nghiêng người, trên mặt chuyển đến chút rát, sau đó một vết thương nhỏ xuất hiện trên mặt, công kích kia chỉ xẹt qua, cũng may mắn tránh được, vừa mới công kích đụng phải mặt của hắn, vì thế tránh khỏi, sau đó Giang Lan không có để ý, mà là từng bước một đi lên. Cái này, trong nháy mắt khi nhìn thấy công kích kia, tất cả mọi người đều kinh hãi, công kích xuất hiện quá bất ngờ, nếu là bọn họ, tuyệt đối không thể làm được đến tình trạng này. Công kích này thật mạnh, không hề giống kim đan hậu kỳ, hơn nữa không hề nói là sẽ công kích ngay từ bước đầu tiên đúng vậy, nếu đổi thành ta, ta không tránh thoát được, quá bất ngờ. Vô sỉ, không nói rõ quy tắc, còn cho người ta đi trước, kinh đình cũng rất kinh hãi, nếu như sư đệ có thiên phú tốt, chắc chắn hắn sẽ là một tồn tại cực kỳ trói mát, cho dù là tránh né trong nháy mắt, hay là phản ứng sau khi bị công kích, đều không tầm thường. Ngô hưu nhìn sang Lan, cao mày. Hắn nghĩ đối phương sẽ chưa hỏi vì sao hắn không nói ra quy tắc, hắn nuốt xuống câu. Công kích là ngẫu nhiên, tất nhiên, nếu vị đệ tử duy nhất của đệ cửu phong không thua, vậy thì phải nghiêm túc tranh tài, hắn sẽ không giữ tại thực lực nữa, đả kích những người này mới thú vị. Mô hưu nhìn lên, hắn trực tiếp đi nhanh năm bước, công kích nhanh chóng bay đến, nhưng hắn chỉ giật tay đã đánh tan, hắn chơi trò này từ bé đến giờ. Ta cảm thấy sư đệ bị lừa rồi, đối phương rất hiểu trò này ta cũng cảm thấy vậy, nếu muốn thắng thì ra tay trực tiếp là được rồi, cần gì phải làm cho phức tạp như thế. Có lẽ hắn nghĩ việc dùng sở trường của kẻ địch để đánh bại hắn mới thú vị chăng? Giang Lan vừa mới bước lên cấp thứ 10, đã thấy mô hư chạy đến cấp 20, bậc thang này có 99 bước. Bước vào cấp thứ 100 là chiến thắng, Giang Lan nhìn đối phương đi trước, cũng không quan tâm, bây giờ hắn tên bước thứ 11. Dẫm lên cấp thứ 11, hắn phát hiện ở nơi này bậc thang trở nên khác thường giống như có thứ gì đó đang cố gắng làm hắn sao động đố kỵ phẫn nộ ngạo mạn nhưng rất yếu ớt mà càng có thêm một loại áp lực giống như một ngọn núi đè nặng lên người nhưng chút áp lực này không tính là gì chủ yếu là người ta phân tâm tạo nên sự sao động trong lòng làm cho bước chân không ổn định bất quá rất yếu ớt nếu như không ổn định hắn sẽ bị thua cũng may là chỉ bị ảnh hưởng yếu giang lan đi từng bước về phía trước không nhanh nhưng đã thành công đi đến cấp 20. Lúc này Mô Hưu đang ở cấp 30 mấy, tốc độ của hắn rất chậm. Tạm thời không cảm giác có công kích, nhưng không có nghĩa là phía sau không có, phải duy trì cảnh giác mới được. Sau đó Giang Lan cất bước, đi đến cấp 21, chỉ là khi hắn mới đặt bước chân xuống, Giang Lan cảm giác mình bước hụt, nhưng mà, chỉ là cảm giác, Giang Lan bước qua cấp 21, đi đến cấp thứ 22. Mô Hưu nhìn Giang Lan một lần, chân mày cao tại. Lần đầu đi đến bước thứ 21 mà không bị ảnh hưởng chút nào, đúng là có chút bản lĩnh, nhưng có thể đi được bao xa chứ, đi qua được 50 bước sao, nên biết rằng, từ bước thứ 20 đến bước 50 mới bắt đầu khảo nghiệm nhược điểm của nhân tính, nếu không cẩn thận sẽ rơi xuống ngay. Mô hưu tiếp tục đi. Nhưng rất nhanh, hắn nghe được tiếng bàn tán xôn xao phía dưới. Thật nhanh, sư huynh đệ cử phong tăng tốc đúng vậy sao bỗng nhiên tại nhanh hơn trước nhỉ vừa rồi còn rất chậm mà không phải rõ ràng tên thiên nhân tộc kia càng ngày càng chậm nhưng sư huynh đệ cử phong ngược lại càng nhanh hơn ta có nhìn nhầm không vậy mô hư dùng tại nhìn về phía giang lan nhưng lúc hắn quay lại phát hiện giang lan trước đó bị hắn bỏ xa nay xuất hiện bên cạnh hắn sau đó vượt qua hắn cái này sao có thể như vậy được Giang Lan vượt qua Mô Hưu. Điều này làm cho Mô Hưu khó có thể tin được. Rõ ràng đối phương mới bước đến bậc 20, sao bây giờ lại chạy đến trước mặt hắn, hắn không có tình cảm gì sao? Lúc này, Mô Hưu thấy Giang Lan đã bước lên bậc 50, mà hắn còn ở bậc 38. Người này sao vậy? Trong chớp mắt, bỗng nhiên Mô Hưu cảm giác có phải mình đã chọn sai rồi không? Nhưng hắn nhanh chóng khôi phục lại sự bình thường, bây giờ không phải là lúc lo được lo mất sau đó cũng không dễ đi như bây giờ. Hiện nay chỉ cần đi qua bước năm mấy, sau đó là lĩnh vực mà hắn tự tin nhất, mà khi Giang Lan trực tiếp bước qua 50 bậc, bỗng nhiên những người phía dưới sững sờ, bọn họ khó có thể tin được, những người kia khó có thể tin được. Sư huynh đệ cửu phong đã vượt qua thiên nhân tộc kia. Một giây sau, quảng trường vang lên tiếng giao hò, đây là tần đầu tiên bọn họ thấy thiên nhân tộc ăn quả đắng. Đi trước bảy bậc, có thể thắng được không? Không biết, nhưng chắc chắn không giống với lúc trước, phía trước không có hy vọng chiến thắng, nhưng bây giờ đã khác. Chỉ cần kiên trì được, chắc chắn sẽ thắng. Lúc này, mọi người đều nhìn lên, Giang Lan đi đến bậc thứ 50, lại dẫn dắt những tâm niệm kia, nói thế nào nhỉ, so với không tĩnh hồ thì kém đi không ít, bước một bước ra, Giang Lan dẫm lên lên bậc thứ 51, trong nháy mắt khi hắn đặt chân xuống, bậc thang biến mất phía sau lại xuất hiện lần nữa. Sau đó nở rộ tia sáng, Chiều sáng bốn phương, ngay cả dưới chân răng lan cũng có ánh sáng xuất hiện. Đây là, kỷ lục mới được sinh ra, mô hưu khó có thể tin được, đối phương có thể phá vỡ được ghi chép những năm qua của thiên nhân tộc, đi qua nửa chặng đường bằng tốc độ nhanh nhất. Mô hưu ổn định tại tâm thần, không nghĩ nhiều nữa, nếu không hẳn sẽ phải dừng bước ở đây mất. Nhàn tích tiên tử đệ bát phong được sự muội giúp đỡ đi lên trước, vốn nghĩ rằng lúc nàng đến sẽ nghe được tin đệ cửu phong bị thua trận nhưng khi tên đến nơi lại nhìn thấy một vệt ánh sáng phóng lên trời cũng nghe được đồng môn côn lôn hoan hô trời ạ à, chuyện gì xảy ra vì sao dưới chân sư huynh lại có ánh sáng chẳng lẽ đến thời gian thì có ánh sáng xuất hiện sao không phải các nguyên nhìn bên dưới có chữ hiện lên là ghi chép sư huynh đệ cử phong phá vỡ ghi chép nửa chặng đường của thiên nhân tộc thiện nhân tộc đang tự dứt lấy nhục sao không phá vỡ được ghi chép nên đến cho sư huynh đệ cử phong làm giúp nhàn tích tiên tử và sư muội kia rất ngạc nhiên. Đã xảy ra chuyện gì? Sư tỷ, hình như là sư đệ đệ cử phong đang áp chế thiện nhân tộc mâu hư. Sao có thể, nếu không thì sao những sư huynh khác lại hưng phấn như vậy chứ? Lúc này, hai người có cảm giác bản thân đã bỏ lỡ mất chuyện đặc sắc nhất, đến chậm rồi. Sọc theo quảng trường đại diện Côn Lôn, bỗng nhiên đám người phong nhất tiếu nhìn thấy có một vòng ánh sáng bắn ra từ đệ cửu phong trong nháy mắt phong nhất tiếu không hề có cảm giác gì nhưng mô thiên bên cạnh tại ngây người nhìn hắn đã nhận ra đây là ánh sáng gì rồi ghi chép nửa chặng đường của cây cân thiên thê bị đánh vỡ là mô hưu không không có khả năng mô hưu còn lâu mới được đạt đến trình độ phá kỷ tục vậy đó là đệ từ ngọn núi thứ 9. chuyện gì đang xảy ra sao đối phương có thể phá ghi chép của cây cân thiên thê Phong nhất tiếu nhìn mâu thiên, bình tĩnh nói. Có lẽ mô trưởng lão không hề quan tâm trên đệ cửu phong xảy ra chuyện gì nhỉ? A, à, ha ha, đương nhiên. Sắc mặt mâu thiên trở nên kém rất nhiều, nhất là sau khi nhìn thấy ánh sáng đó lóe lên không ngừng, hai người trung niên phía sau cũng đứng ngồi không, yên. Nhìn loại tình huống này, chẳng kẽ mâu hưu sẽ thua. Ha ha, bỗng nhiên mâu thiên cười lên, nghe nói hoàn cảnh trên đệ cửu phong rất đặc biệt, ta muốn đi qua mở mang kiến thức một chút, không biết phong đạo hữu có thể dẫn chúng ta đi xem được không? Có chút khó khăn, phong nhất tiếng mở miệng nói. Đệ cửu phong khác biệt với tất cả mọi nơi, nhưng nếu vị sư đệ ta đồng ý thì đương nhiên là được. Vậy thì làm phiền, mô thiên mở miệng nói, sau đó bọn họ đợi một lúc lâu, cũng chẳng thấy đối phương đi gọi người, cuối cùng. Mâu Thiên lại mở miệng hỏi, Phong đạo hứa hỏi thế nào rồi? À, vị sư đệ kia của ta đã đồng ý, ta còn nghĩ ba vị muốn nghỉ ngơi một lúc, Phong cười nói. Mâu thiên, cuối cùng bọn hắn cũng không nói gì, mà đi trước về phía đệ cửu Phong. Giang Lan đi lên từng bước một, lúc này hắn ở bậc thứ 71, bậc 5, 60 có mê cung trận, và vài công kích rẻ tẻ. Đối với hắn thì chẳng ăn thua gì, hắn biết mê cung trận, ngược tại hắn không hoàn toàn tránh khỏi hai công kích, cánh tay và đùi phải đều bị thương, nhưng không nghiêm trọng. Nhưng khi đi đến bước thứ 71, hắn phát hiện gặp phải sự giam cầm, hành động cũng không thể thoải mái như trước nữa, Giang Lan bước vào cấp tẩy hai. Sau đó hắn thấy bên trên có một vệt ánh sáng hiện lên, là thuật pháp gai nhọn, rất mạnh, nhưng không có công kích đánh đến. Sau đó Giang Lan tiếp tục đi lên, hắn cảm giác công kích của gai nhọn bị tăng tên, kim đan viên mãn, lúc nào cũng có thể sẽ công kích. Hơn nữa, theo bước chân của hắn, công kích ngày càng mạnh, không chỉ thế, Giang Lan còn cảm nhận được không gian phía trước đang vạn vạo, giống như không thể thấy được công kích bắt đầu từ đâu, cũng chẳng biết lúc nào sẽ bị công kích. Mơ hồ, công kích trở nên mơ hồ, hơn nữa lực lượng ngày càng mạnh, nếu bị đánh trúng thì không chết cũng bị thương mất. Không biết, nhưng đúng là rất khó né tránh. Dư đệ dẫn trước rất xa, nếu bị đánh trúng, vậy thì vậy thì có nghĩa với bị loại, có ưu thế không có nghĩa là sẽ thắng. Đám người kinh đình cũng đang xem, bọn họ có chút lo lắng, đây là cơ hội thắng lợi duy nhất, tám ngọn núi trước, bọn họ không có chỗ để phản kích, nhưng lần này có ưu thế rất rõ ràng. Mưu Hưu nhìn Giang Lan, hắn đang ở bậc thứ 40, 6. Hắn nhanh chóng lên bậc 50, đến lúc đó, chắc chắn có thể đuổi kịp, ở bậc thứ 70, nếu đối phương không cẩn thận thì sẽ bị thương nặng ngay, chưa bao giờ hắn thấy có người đi lần đầu tiên đã đi được 70 bậc mà không bị thương. Giang Lan nhìn công kích phía trên, đi từng bước lên, không hề dừng lại chút nào, mà ánh sáng phía trên ngày càng sáng hơn, sức mạnh càng ngày càng mạnh, đã đến nguyên thần kỳ. Lúc này, dáng vẻ của Giang Lan như lúc nào cũng có thể rớt xuống, Giang Lan đi đến bậc thứ 78. Khi chân hắn dẫm ở bậc thứ 79, một trận gió thổi qua, lực lượng cường đại trực tiếp từ bên trên thổi xuống, rất nhanh, rất mạnh, sức mạnh phong bạo thời qua làm ra của giang lan có cảm giác đau đớn đối mặt với công kích này giang lan cứ vậy mà xem hắn đi về phía trước không hề né tránh không hề dừng lại chút nào hô oanh lực lượng nguyên thần viên mãn đánh vào quảng trường làm cho nhiều hố to nổ ra tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn giang lan bọn hắn phát hiện từ đầu đến cuối sư đệ đệ cử phong không hề trốn tránh chút nào hắn không sợ sao hắn không bị tâm tính của mình mê hoặc. Bỗng nhiên mâu hưu phát hiện mình đã chọn sai. Nếu như thế, vậy thì chỉ có thể chọn con đường khác, lúc này, vệt sáng hiện lên vòng sáng mới. Trong đỉnh trên đỉnh đệ cử phong, Mạc Chính Đông nhìn về phía đại điện, bên cạnh hắn còn có bốn người, phong nhất tiếu và ba người thiên nhân tộc. Mô thiên nhìn bóng dáng của Giang Lan, trong lòng rung động, tâm như gương sáng trời sập cũng không sợ hãi khó trách hắn có thể đi đến loại độ cao này trẻ tuổi như vậy có loại tâm cảnh này rồi sao mâu thiên im lặng tự nói người này đã vượt quá tưởng tượng của hắn tu vi chỉ mới kim đan kỳ làm thế nào mới có tâm cảnh mạnh như vậy xem ra vãn bối của mâu trưởng lão sắp thua rồi phong nhất tiếu nhìn mâu thiên mở miệng nói ha ha không đến phút cuối cùng đương nhiên không thể thấy tình huống phía sau Mâu thiên cười gượng gạo nói, lúc này tất cả mọi người đều nhìn thấy bỗng nhiên vệt ánh sáng nở rộ, giống như ánh sáng bị tăng lên rất nhiều. Phong nhất tiếu nhìn xuống phía dưới, tò mò nói. Vị hậu bối của môi trường tạo lui về sau một bước, làm cho độ khó khi đang đỉnh bị tăng lên rất nhiều, hắn có bị xem là đang gian lận không? Độ khó của hai bên đều tăng lên, nếu đệ tử đệ cử phong lui về sau một bước thì độ khó của cả hai cũng tăng lên, sao có thể tính là gian lận được? mô thiên khai nói nhưng hắn biết mô hưu đã không có khả năng đăng đỉnh hắn đang ép buộc đối phương bị đào thải đây là lựa chọn tốt nhất phong nhất tiểu không nói gì mà là nhìn về phía mặc chính đông bên cạnh nhưng mà trên mặt mặc chính đông không có chút biểu tình nào ống nhiên mô hưu lùi về phía sau ánh sáng trở nên mạnh mẽ hơn tất cả mọi người biết người này đang cố ý làm vậy hắn cố ý ăn gian sao lui về sau làm cho cây cân thiên thê xuất hiện biến cố thiên nhân tộc vô sỉ như vậy sao, không chơi nổi. Không phải trước đó kêu gào oai phong lắm sao, bây giờ lại chơi thủ đoạn thấp kém thế. Mô hư nhìn phía dưới, lạnh lùng nói. Các ngươi không thấy đệ cử phong không nói gì sao, cuồng nộ vô năng. Người trên quảng trường nổi giận trong nháy mắt, mà mô hư không quan tâm những người này, hắn chỉ nhìn Giang Lan, hắn muốn chọc giận đối phương, làm cho tâm tính của đối phương mất cân bằng nhưng hắn phát hiện ra từ đầu đến cuối đối phương không hề quay đầu nhìn một lần hắn không tức giận sao mô hưu không thể hiểu được người này răng lan nhìn về phía trước trong mắt hắn đại khái chỉ có đi lên trước đến nỗi mô hưu hắn không hề quan tâm đến đối phương đi đến đâu cũng chẳng quan tâm đối phương có chuyện gì thứ mà hắn cần quan tâm bây giờ là đi lên bậc thang cao nhất giành được chiến thắng cho trận đấu này trong phạm vi năng lực có thể thắng được hắn sẽ không từ bỏ vòng sáng trở nên mạnh mẽ, với hắn mà nói thì chẳng có ý nghĩa gì, chỉ càng khó đi hơn mà thôi, không thể nào làm giảm quyết tâm muốn đi lên và ý nghĩ cất bước của hắn. Còn hai mươi bậc cuối cùng, trong lòng yên lặng tự nói một tiếng, sau đó Giang Lan bước tiếp, đi vào bậc thứ tám mốt. Phía trên có vô số điểm sáng xuất hiện, hóa thành một chuôi kiếm nhỏ, ánh kiếm chém đến, khí thế hùng vĩ, chấn nhiếp kinh hồn, ngay khi nhìn đến công kích này, Giang Lan biết mình không thể tránh nó ẩn chứa sức mạnh kim đan viên mãn, nếu như bộc phát, hắn sẽ thua. Nhìn thấy kiếm ý gào thét đến, hắn không né tránh, nhiều quá, cũng không thể trốn. Phốc, phốc, kiếm quang sạch qua người giang lan, rạch ra hắn, trên cánh tay, đùi, mặt, thậm chí là hông cũng bị thương. Tiên huyết chảy ra, sự đau rát truyền đến, giang lan không quan tâm, cũng không có thời gian chú ý, hắn phải đi về phía trước, công kích của kiếm lại đánh đến lần nữa phần lớn công kích chỉ làm ta bị thương nhẹ chỉ có một công kích trong đó mới là chí mạng nếu không tránh thoát được sẽ bị thương nặng lúc này Giang Lan tập trung toàn bộ sự chú ý vào ánh kiếm phía trước hô phốc phốc trên người bị công kích liên tục tiền huyết chảy ra nhưng bây giờ không phải là lúc quan tâm đến công kích chí mạng sắp đến một giây sau hắn thấy được lần này Giang Lan thường nghiêng đầu tránh đi công kích đến ánh mắt phốc khóe mắt bị thương, nhưng không có thời gian quan tâm, chỉ có thể tiếp tục kiên trì, công kích trí mạng tại đến. Tất cả mọi người nhìn hắn, bọn họ ngạc nhiên phát hiện, lúc này trên người Giang Lan đã chẳng chỉ vết thương, mà hắn vẫn tiếp tục đi về phía trước, không hề dừng lại chút nào. Đối với nhiều công kích như vậy, người xem không nói được nên lời, bọn họ tự nhận là bản thân trốn không thoát, chỉ cần bước chân hơi lộn xộn thì chắc chắn sẽ bị thương nặng. Phải có tố chất tâm ý mạnh đến mức nào thì mới có thể đi ổn như vậy được. Đúng vậy, nếu không cẩn thận thì có thể chết ở trên đó. Ta thấy có mấy công kích có thể lấy tính mạng của sư huynh. Chắc chắn các người không biết tâm tính của sư đệ đệ cửu phong mạnh thế nào, cảnh giới cao bao nhiêu. Những năm này, sư huynh cố kỳ của đệ nhất phong luôn cố gắng ở không tĩnh hồ, các người nghĩ hắn làm vậy là vì cái gì? Là muốn vượt qua sư đệ đệ cửu phong mấy chục năm về trước đấy, đại khái là hơn 60 năm trước, cố sư huynh đã thua sư đệ đệ cửu phong ở trên không tĩnh hồ, đến bây giờ cố sư huynh còn chẳng dám nói mình vượt qua đâu kinh đình sững sờ nhìn giang lan hắn nhớ vị sư đệ này rất ít khi cười làm việc quy củ không có gì nổi bật nhưng khi đối mặt với nhiều công kích như thế mà những công kích này sẽ làm tổn thương hắn cũng có công kích ảnh hưởng đến tính mạng vậy mà đối phương không hề chần trừ cũng chẳng cúi đầu nhìn vết thương trên người hắn chỉ ở tà một chuyện đó chính là đi về phía trước mô hưu ở phía sau cũng ngây người chấn kinh đối phương thấy dũng khí ở đâu ra vậy chẳng lẽ hắn không sợ sẽ chết ở chỗ này sao nên biết càng đi về phía trước đồng nghĩa với việc thời gian né tránh càng ngắn hơn hắn không sợ sao lúc này mô hưu không có lòng đấu tranh hắn lựa chọn lùi tiếp về sau công kích phía trên càng trở nên nhanh hơn cũng dài đặc hơn vô số kiếm quang đâm xuyên qua người giang an máu tươi rơi xuống trên mặt đất mô hưu còn muốn lui nữa nhưng nếu lui tiếp hắn sẽ không giữ vững được bản tâm sẽ bị thua trước bây giờ hắn chỉ có thể đứng đây xem nhìn đối phương thua mà động tác của Mâu Hư làm cho người phía dưới càng tức giận. Vô Sỉ, không biết xấu hổ. Không thắng được thì thôi, vậy mà dùng thủ đoạn đê tiện như vậy. Vô Sỉ, thật sự quá vô sỉ, Nhàn Tích đứng gần kinh đình, nàng vẫn được người dìu, nhưng nàng không xem nổi nữa. Bình tĩnh lại đi, Giang Sư đệ không hề nhìn lại, kinh đình mở miệng, lúc này, Nhàn Tích và mọi người nhìn về phía Giang Lan, Giang Lan đã đứng ở bậc 90 sắp đăng đỉnh. Tất cả mọi người đều nhìn thấy Giang Lan đứng ở nơi đó, đang dùng thuật trị liệu trị thương cho mình, vết thương trên người hắn chảy rất nhiều tiên huyết, nhìn thấy mà giật mình. Mười bước cuối cùng, Giang Lan biết, phía sau không hề tầm thường, chờ đến lúc tiên huyết trên người ngừng chảy, hắn bước về phía trước. Ngay khi dẫm lên bậc 91, Giang Lan cảm nhận được sự thay đổi là do trời đất bị phá vỡ, gió mây cuộn trào, trên bậc thang có dung nham hiện lên một bước này như dẫm lên hư không vô tận, mà phía dưới là dung nham nóng chảy, đầu bậc thang cũng thay đổi, trở thành con đường lên cuối trời. Mà trong mắt những người khác, chỗ bậc thang của Giang Lan đã thay thổi trở thành một con đường thông thiên, dung nham đỏ thẫm xuất hiện, giống như hắn không đứng trên bậc thang nữa, mà đứng trên dung nham, đối mặt với chân trời, tia sáng mới chiếu rọi bốn phía, mà thấy cảnh này, trong tòng mô hương chấn động, giọng nói trở nên trói tai. Trèo lên, đăng thiên thê, Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Việt theo. Lòng trong sáng như thiên nhân, trèo lên bậc thang tiên thiên, cánh người này, Ngô Thiên nhìn mọi thứ trước mắt, trong ánh mắt có sự chấn kinh, tình huống thế này, dù ở thiên nhân tộc cũng xưa nay hiếm thấy. Đi lên đỉnh thiên thê, có nghĩa đối phương có tư cách tu luyện được tâm kinh thiên nhân, mà trong ngàn năm qua, thiên nhân tộc còn chưa xuất hiện người nào, vì sao loại người này xuất hiện ở nơi khác, trong chớp mắt, có một tia sáng lướt qua mắt hắn làm người khác khó phát hiện ra đó là ánh sáng hủy diệt mà mạc chính đông vốn đang nhìn giang lan lại quay đầu nhìn mô thiên một cái đối với ánh mắt của mạc chính đông mô thiên phát hiện ra mạc đạo hữu đúng là danh sư có cao đồ mô thiên quay đầu nhìn mạc chính đông cười khích lệ chỉ là nụ cười hơi ngượng ép đệ tử kém cỏi nhất của đệ cửu phong thôi mạc chính đông bình tĩnh mở miệng sau đó tiếp tục nhìn giang lan Phía dưới quảng trường, mọi người nhìn cảnh này, cảm thấy kinh hãi. Chuyện gì xảy ra vậy, cảm giác không bình thường. Không phải cảm giác, nhìn sắc mặt của Mô Hưu là biết, chuyện này vốn không bình thường. Sư đệ đệ cửu phong đã làm gì dẫn đến tình trạng quy dị này? Trên người có tia sáng, có phải lại phá kỷ lục rồi không? Kinh đình ngạc nhiên, hắn tính toán biết được, Mô Hưu đang đi một đường về cái chết, hắn lại dám so với sư đệ đệ cửu phong về cái này đúng là tìm đường chết mặc dù nhàn tích không đến từ đầu nhưng nhìn thấy cảnh này cũng hiểu ra hết đại khái là mô hưu muốn nghiền ép sư đệ đệ cử phong trên phương diện tâm tính nhưng hắn không thể nào ngờ rằng bản thân lại đá vào tấm ván sát đúng vậy mô hưu hối hận vô cùng hối hận nếu như cho hắn một cơ hội nữa hắn sẽ chọn ra tay trực tiếp đánh cho đối phương tàn tật hoặc giết tuôn kẻ kia loại người có thể trèo lên đỉnh thiên tiên chính là người có uy hiếp quá lớn đến thiên nhân tộc bọn họ nhưng không có thuốc hối hận. Giang Lan đi phía trước, hắn cảm giác sau lưng có sát ý, nhưng hắn không quan tâm, lên trên trước rồi nói. Lúc này, hắn thấy được chín luồng ánh sáng, giống như đi một bước thì sẽ có một tuồng ánh sáng công kích hắn. Ánh sáng có chín màu, đại diện cho dục vọng của bản thân, giống như chỉ cần có cũng sẽ bị công kích, nếu muốn bình an đi lên, phải có công pháp giống như thái thượng vong tình. Người bình thường rất khó leo lên đỉnh. Giang Lan không do dự, hắn dốc hết sức mình bước tên một bước trong chốc lát ánh sáng xuyên thấu cơ thể hắn giây phút này hắn cảm giác bản thân trở nên mạnh mẽ mạnh hơn hẳn trước kia những người không bằng hắn bị hắn bỏ rơi thật xa giống như toàn bộ thế gian là phàm phu tục tử mình hắn siêu phàm thoát tục phốc một ngụm máu tươi bị phun ra giang lan cảm giác có công kích đánh vào người mình ngạo mạn hắn có nhưng qua nhiều năm như vậy đã bị hao mòn hết có ai không có những thứ này chứ chuyện hắn muốn làm rất nhiều, nhưng lại không bị những thứ tình cảm kia quấy nhiễu. Sau đó hắn lại bước ra một bước, luồng ánh sáng xuyên qua cơ thể hắn lần thứ hai, tia sáng xuyên thấu, giang lan giống như nghe được vô số tiếng thảo luận. Ngươi cảm thấy hắn có thể chờ ở đệ cử vong bao lâu? Thiên phú quá kém, tâm tính tốt cũng chẳng có tác dụng, gì? Yếu như thế, ngươi nói sau này hắn có làm ra trò mèo gì không? Những câu trào phúng, khinh bỉ, phủ nhận vang lên trong đầu Giang Lan. Phanh, trên người hắn có vô số vết thương mới xuất hiện, vết thương phía trước vừa ngừng chảy máu, này tại rách ra tiếp, Giang Lan lao vết máu ở khóe miệng, tiếp tục đi về phía trước, phẫn nộ hay không, hắn biết bản thân, ánh sáng này rất thú vị. Tất cả mọi người đều nhìn Giang Lan, nhìn hắn đi từng bước về phía trước, nhìn vết thương trên người hắn ngày càng nhiều, tất cả mọi người không biết Giang Lan phải trải qua những gì, bọn họ chỉ biết, chỉ cần Giang Lan đi về phía trước, vậy thì phải chịu vết thương càng nặng, khí tức trên người cũng bị ảnh hưởng. Nhưng đối phương vẫn không dừng lại, tiếp tục đi lên, không còn ai chú ý đến mô hưu nữa, mô hưu không đáng để nhắc đến nữa. Lúc này, mô hưu không đi về phía trước nữa, hắn biết mình tuyệt đối không đi được quá bậc 50, hắn muốn nhìn đối phương ngã xuống. Nhưng đối phương không chỉ không ngã xuống, vẫn còn tiếp tục đi về phía trước. Người có thất tỉnh lục dục, chín bậc cuối cùng chính là vì tìm ra nhược điểm tình cảm của người đi thiên thê bị thương càng nặng thì càng lộ rõ điểm yếu, người này chỉ bị chảy ra thôi, hắn lớn tên trong hoàn cảnh nào vậy? Trong lòng Mô Hưu rất rung động, hắn không tin đối phương có thể đi lên được, tất cả mọi người đều nhìn răng lan, xem hắn đi từng bước một, cũng nhìn vết thương trên người hắn càng ngày càng nhiều, trong mắt mọi người, trên người giang lan tỏa ánh sáng, nhưng cũng nhóm máu. Bước chân như người bình thường không thể nào leo lên trời được, bây giờ hắn như đi trong lửa đỏ, đi đến phần cuối trời, khi Giang Lan đi đến hai bậc thang cuối cùng, tia sáng như đao kiếm đâm xuyên vai hắn. Phóc, tiên huyết bay khắp bậc thang, tất cả mọi người giật mình, lần này bị thương nghiêm trọng hơn trước. Nhưng làm cho bọn họ ngạc nhiên hơn là, Giang Lan không quan tâm, cũng không ngừng tại, bước chân vẫn bước như cũ, đây là bước thứ 99. Lúc này, Giang Lan cảm giác mình bị rất nhiều vết thương, nhưng bây giờ không phải là lúc điều trị, hắn phải đi ra bước cuối cùng, bước thứ 99 rơi xuống lúc này giang lan thấy được rất nhiều, thấy được ý tốt của thiếu niên ở quán rượu, nhìn thấy đối phương tặng lễ, cũng thấy được ngao lòng vũ tả lễ, nhìn thấy sư phụ đối xử tốt với hắn. oanh, tiếng đổ vô hình vang tên trong người giang lan, trong chớp mắt giang lan cảm giác cơ thể bị sức mạnh nghiền ép qua, cho dù tu vi của hắn là phản hư cũng không thể ngăn cản. bành, lúc này trên người giang lan bát tiên huyết tung tóe, cơ thể bị đả kích nặng nề cơ thể không ổn định, Giang Lan quỳ một chân trên đất, tiên huyết phun ra, lúc này, hắn đã bị thương thật sự, lực lượng trong cơ thể khó có thể chống đỡ được. Một bước cuối cùng để lên đỉnh, nhưng hắn lại có cảm giác trước mắt xa xôi. Cây cần thiên thê đặc thù hơn dự đoán của hắn nhiều, mà người phía dưới nhìn thấy cơ thể Giang Lan như một bóng nước phun tiên huyết, toàn bộ ngẩn ra, bọn họ nhìn Giang Lan, không nói nên lời, giống như không biết nên nói gì. Mà mô hưu thì mỉm cười, đối phương không bước lên đỉnh phong. Hắn có nhược điểm, một nhược điểm chí mạng. Không có ai mở miệng bảo Giang Lan tiếp tục đi, kinh đình cũng không nói. Lâm Tư Nhã đang quay lại hiện trường cũng không, nhàn tích cũng không nói, ngay cả những đệ tử mới cũng không nói. Lúc này, dù hắn thua cũng không ai chê trách, mà tất nhiên, từ xưa đến nay, Giang Lan không vì người khác mà thay đổi ý định của mình bao giờ, hắn đi lên cũng không vì cái khác, chỉ vì gánh vác trách nhiệm đệ tử ưu tú nhất đệ cửu phong thôi, chỉ vì như vậy lần này không liên quan đến việc hắn ẩn giấu tu vi có thể vận dụng toàn lực lượng mà hắn đã đi đến bước này rồi sao có thể từ bỏ được giang lan gian nan đứng thẳng hắn giống như lúc nào cũng sẽ ngã xuống bậc thang đối mặt với vầng sáng hắn cảm giác vầng sáng đang ngăn trở mình giống như đang nói cho hắn về con đường mà hắn đang đi như nói cho hắn biết đó là con đường sai đối mặt với loại chất vấn này trong lòng giang lan ổn định nhưng vẫn trả lời con đường ta đi ta không thấy sai là được. Phanh, rào cản tan vỡ. Lúc này, Giang Lan bước chân tên vòng sáng, bước thứ 100, lên đỉnh. Sau đó, Giang Lan quay đầu nhìn về phía mô hưu bên dưới, thở dài, trên tay hắn còn dính đầy tiên huyết nhưng hắn không quan tâm, chắp tay lại. Hắn đã nhường,